Ok nè. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Mến chào quý bà cô chú anh chị và các bạn quay lại với video tiếp theo của Trần Nam nha. Và hiện tại bây giờ Nam đang có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Đó. Thì sau khi mà cuộc hành trình mà đấu với thức ăn thì đó, thì sinh nhật nãy xong rồi thì đã dọn sạch chiến trường. Thì bây giờ cả nhà đại gia đình, sẽ đi ra phố đi bộ Nguyễn Huệ để uống cà phê ngắm những dòng người đi bộ ở trên đường nha. Đó. Đây bà nhé. Đó. Kim Tiểu Long, Saka, Chuyên Tiền, rồi xong rồi có chị Ba Bình Tinh, rồi anh Nhật Linh, rồi Phan Nhật Khánh, rồi hai vợ chồng ca sĩ Chương Vinh. Rồi rất nhiều nha. Rồi Saka, Chuyên Tiền nữa. Đó. Thì Nam sẽ mời tất cả mọi người quay về cái camera trước nha, camera sau nha. À. Tình cờ gặp lại hai chị em đang xí xóa gì nè, sống ổn định rồi phải không, đi gửi xe đâu có quay bên đó, đang quay bên đây mà. Thôi có còn nhiều người không, làm thêm bạn đây cho biết đường luôn. Vụ gì? Hậu trường cái gì đây? Viên dữ trời, viên dữ trời, mấy chú cháu chuẩn bị diễn nha. Con yên tâm tình cờ cái này. Tình cờ em này.
Im nha, im nha, hai thằng có hai cây im nha. Đó. Có bốn anh em nhà hội trường đây. Trời ơi. Cao không? Để cầm cầm cao cho cao lên cho. Dính dính hết cái bóp mà. Đúng rồi, ngược chối ở đây nè. Xa cùng quá. Hơi gần lại một chút. Quay vòng rồi đứng lại luôn. Quay một xíu thôi là biết rồi luôn. Chuẩn bị chuyển đi nha. Bắt đầu nha. Một, hai, ba, máy chạy nè. Rồi. Nghĩa đâu vậy? Thiệt đâu chị em được không? Ví dụ nè. Xin làm một cái clip TikTok không mà 4-5 cái camera chạy bằng cơm bên ngoài nữa nè ha. Đó camera chạy bằng cơm không nè.
Vô gì? Một, hai, ba, mấy đại nào? Không nữa vậy cắt ra mà. Cắt ra dựng lại mà. Ẩm gì nữa? Hết quay rồi. Hết quay rồi. Hết hậu trường em biết. Thì lát lấy cái khúc lát cái kia ghép vô. À, bây giờ là ăn sinh nhật lần 2 của Saka nha. Tình cờ ta gặp lại nhau. Cuối tình cờ quay qua đường với anh. Kỳ quá. Chúc mừng sinh nhật Saka.
đó, ai làm gì làm, hai nhỏ không có chuyện gì xảy ra chứ á đó, duyên chưa. Nhìn thẳng vô, nhìn thẳng luôn. Không được chớp mắt nha. Con chim dây. Không được chớp mắt nha. Đang thử thách đồng lượng đó nha. Bây giờ là 54 phút. Vậy. À đúng rồi. Không, bây giờ con để cái đồng hồ là 54. Đó, đang hai người đang đứng làm tượng nha. Thử thử thời gian là bao nhiêu phút nha. Đó chụp cho làm tượng mà trời. Đó, hai chú cháu nha. Saka và Kim Tử Long. Ê, ê, trúng tượng chưa anh? Trúng tượng, trúng tượng. Trúng kìa. Trúng cái là mặt cửa đó. Gia đình họ Trương nè, đó. Trương Vinh, Trương Thiền nè, Trương Văn Kép. Tới sư phụ mà thấy là chờ còn thể được nữa mà. Xin vía à, xin vía à. Cái ông nãy quay là người Trung Quốc, cái người Trung Quốc là quay á, cái ông đó là người à. Còn hai tượng Vinh kia còn đẹp nữa kìa. có coi clip mà thầy sống với Việt Nam chưa? Đó. Cái này mà kiếm loa cậu kéo hát cái nữa là kính phố đi bộ luôn á. Sao làm khó dữ vậy sư phụ? Kìa, đặng có lo cậu kéo đặng nữa kìa. Hát cái là một cái là bích phố đi bộ luôn đó. Kìa. Bữa nay anh em nhà họ Trương đi quậy quá.
trời ơi, điện thoại quá trời điện thoại. Đi lấy kim. Được. Muốn nổi ra đây hát là dễ nổi lắm. Mới mốt nó dán cái mã dập đây nữa. Hỏi hỏi có cả thẻ không cả nhà. Cho số tài khoản đi. Giờ là đang là người vô hình. Đi qua đây. Đỏ mắt luôn á. Tại đứng không có chớp mắt á. Đứng không chớp mắt. Đó thì và Nam cũng tạm thời kết thúc video, và thấy video của Nam hay và ý nghĩa thì nhớ cho Nam một lượt đăng ký và một lượt like nha quý vị. Và xin chân thành cảm ơn.